khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì đúng nghĩa với cái câu thơ là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Để mở đầu cho video ngày hôm nay thì chắc chắn là mình cần phải có một lời xin lỗi gửi đến mọi người, bởi vì là mình biết rằng là mọi người đã mong chờ video này từ rất là lâu rồi. Đó chính là video review về những sản phẩm retinol hiện nay đang cực kỳ hot ở trên thị trường. Retinol thường có giá thành khá là cao, cho nên theo quan điểm cá nhân mình ấy, mình phải dành cái thời gian thực sự là phải trải nghiệm được sản phẩm và phải cảm nhận được là cái sản phẩm đấy nó có thực sự xứng đáng với giá tiền hay không. Để khi mà mình review ấy, nó sẽ là cái nhìn khách quan để giúp cho mọi người có thể chọn được ra sản phẩm phù hợp. Bởi vì để đầu tư vào một sản phẩm chăm sóc da với mức giá tiền triệu như vậy, mình nghĩ rằng là mọi người sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều. Và mọi người có công nhận với mình rằng là retinol gần đây trở thành trào lưu, người người nhà nhà sử dụng retinol. Có những người khi tìm đến retinol thì mong muốn là sẽ cải thiện được tình trạng mụn này, hoặc là làm sáng da, hoặc là căng mịn da, căng bóng da, chống lão hóa. Tuy nhiên mình chắc chắn một điều rằng là có khá là nhiều bạn khi tìm đến những sản phẩm retinol không phù hợp thì mọi người sẽ không đạt được kết quả như mong muốn, và chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ thất vọng với cái số tiền mà chúng ta đã bỏ ra. Và đối với những cái sản phẩm retinol mà đã khá quen thuộc như là Obagi này, Polachoy The Ordinary, Amoeba Happy Skin ấy, thì mình đã có một video review chi tiết. Thì nếu như mọi người muốn xem review về những sản phẩm đó thì mình sẽ để link video ở ngay bên dưới phần mô tả cho mọi người được theo dõi nhé. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review về 5 sản phẩm retinol mới nhất, hot nhất và cực kỳ đình đám hiện nay ở trên các diễn đàn làm đẹp. Sản phẩm đầu tiên mà mình review trong video ngày hôm nay cũng là sản phẩm retinol đắt nhất trong số 5 sản phẩm, đó chính là sản phẩm đến từ nhãn hàng ZO Skin Health với tên gọi là sản phẩm Retinol Skin Brightener nồng độ là 0,5%. Sản phẩm này sẽ có giá thành là 3.300.000 đồng với dung tích là 50ml. Nhãn hàng ZO này thì được sáng lập bởi bác sĩ Jane Obagi. Đây là một bác sĩ da liễu hàng đầu này, là tác giả của rất nhiều những cuốn sách về chăm sóc da khoa học. Và nhà nghiên cứu này cũng chính là người thầy của rất nhiều bác sĩ da liễu nổi tiếng trên thế giới. Khi nhận được sự tư vấn của chị bán hàng ấy, thì chị ấy có nói với mình rằng là sản phẩm này tuy có cái nồng độ là 0,5% nhưng thực tế là nó hoạt động rất là mạnh ở trên da, tương đương với nồng độ 1% retinol của các sản phẩm khác. Cho nên là mình đã dặn lòng mua cái loại 0,5% này về. Khi mà cầm cái bao bì này ở trên tay thì mọi người sẽ thấy rằng là wow, cái thiết kế của nó thật là đẹp và cực kỳ sang chảnh luôn. Sản phẩm sẽ có dạng vòi pump như thế này, cực kỳ kín và dễ bảo quản sản phẩm. Và cái chất kem ở phía bên trong ấy, nó có cái màu vàng mỡ gà và nó đúng nghĩa là cái chất cream luôn ấy. Cảm nhận khi bôi lên trên da nó sẽ hơi dày một chút xíu và nó sẽ để lại một cái lớp màng ẩm ở trên da giống như là cái lớp kem dưỡng. Về cái mùi hương của sản phẩm này, nó mình không biết diễn tả kiểu như thế nào luôn ấy, nhưng mà đây là cái sản phẩm retinol có cái mùi dị nhất từ trước đến nay mình sử dụng. Nó là một cái mùi cực kỳ hắc, cực kỳ nồng và nó giống như là cái mùi thuốc tây luôn ấy. Và đối với tất cả những cái sản phẩm retinol trong video ngày hôm nay ấy, thì mình đều test trần ở trên da, tức là mình không sử dụng kèm các sản phẩm kem dưỡng hay là những cái sản phẩm phục hồi, để mình biết được rằng là cái sản phẩm đấy nếu như bôi trần ở trên da thì nó sẽ có hiệu quả như thế nào, độ mạnh nó ra sao. Trong 3 ngày đầu tiên thì mình chưa có cảm nhận gì nhiều đâu nhá, nhưng mà đến ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì bắt đầu cái quá trình sấp mặt luôn. Khi mà bôi lên mọi người sẽ cảm giác nó rất là rát, bôi đến đâu biết đến đấy luôn nha mọi người. Chỉ cần đến ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, trong khoảng tầm một tuần, khi mà mình bôi kem chống nắng lên ý là mình đã phải cả bôi kem chống nắng cả nghỉ, tức là như thế nào nó rát kinh khủng khiếp mọi người ạ. Sau khoảng tầm một tuần khi liên tiếp bôi cái sản phẩm này thì da của mình nó đã bắt đầu bong. Và cái kiểu bong của sản phẩm này thì nó không giống so với những cái sản phẩm khác, nó sẽ bong khá là lủn mủn ở trên da. Và bên cạnh đó ấy, nhiều nhất sẽ là vùng xung quanh cái cánh mũi này, hai bên cằm này và ở phía bên hai cái thái dương này. Sau khi mà da đã bong đi rồi ấy, thì mọi người sẽ cực kỳ bất ngờ với làn da của mọi người sau đó. Đẹp kinh khủng khiếp luôn, cực kỳ căng nhá, bóng nhá. Và bên cạnh đó khi mà nhìn ở dưới ánh sáng kiểu dạng như đèn flash chiếu vào ấy, mọi người sẽ thấy rằng da của mọi người bóng như gương soi luôn. Vì cái da mặt của mình là nền da trung bình sáng, bên cạnh đó có khá nhiều tàn nhang ở trên da, cho nên khi mà mình sử dụng một sản phẩm nào ấy mà nó có hiệu quả làm sáng những cái vết tàn nhang hoặc là làm sáng da mặt ấy, thì mình sẽ nhận thấy cực kỳ rõ ràng luôn. Khi mà sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cả cái vùng da mặt của mình ấy nó sáng lên theo một cách cực kỳ tự nhiên. Đến mức mà khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này ấy, mẹ mình đã phải hỏi rằng là con
dùng cái gì mà da con dạo này đẹp đến vậy. Mình phải khẳng định rằng đây là một trong những cái sản phẩm retinol cực kỳ mạnh. Cái công dụng mà nó mang lại ở trên da của mình thực tế nó rất là bất ngờ, dù giá thành nó rất là cao, nhưng mà mình phải công nhận một điều là nó xứng đáng với giá tiền thật luôn ấy. Và lần đầu tiên trong cái quá trình sử dụng rất nhiều các sản phẩm retinol, mình thấy da mình đẹp rực rỡ đến như vậy. Về cái hiệu quả đẩy mụn ấy thì sản phẩm này cũng làm rất là tốt. Khi bôi lên mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ đẩy dạng mụn đầu đen lên ấy, và kể cả có mụn viêm ở trên da thì nó cũng sẽ khô đầu và rụng nụ rất là nhanh. Và lý do vì sao cái sản phẩm này nó lại mang lại cái hiệu quả cực kỳ mỹ mãn ở trên da như vậy, bởi vì trong sản phẩm này nó sẽ có áp dụng cái công nghệ oleosol. Đây là hệ thống phóng thích retinol có kiểm soát. Trong hệ thống này thì tồn tại các hạt cầu oleosol có kích thước nhỏ micromet. Một khi cái hạt cầu oleosol này vỡ ra thì nó sẽ phóng thích cái hoạt chất ở phía bên trong. Đó chính là lý do vì sao ấy, cái sản phẩm này dù chỉ với nồng độ 0,5% mà cái hiệu quả ở trên da của nó thực sự rất là mạnh mẽ. Trong sản phẩm này sẽ có chiết xuất từ hạnh đào này, và có cả vitamin C dưới dạng dẫn xuất là ascorbiglucoside, sẽ bổ sung một loạt các cái loại dầu thực vật và những cái chất chống oxy hóa ở trên làn da, cho nên nó sẽ giảm thiểu cái khả năng kích ứng khi sử dụng sản phẩm này lên trên da. Để đánh giá tổng quan về cái retinol 0,5% đến từ nhà ZO ấy, thì đây là một sản phẩm retinol hiệu quả cực kỳ nhanh chóng và rõ ràng, có thể cải thiện được tình trạng mụn ở trên da này, làm sáng da này, và bên cạnh đó còn có hiệu quả làm căng bóng da, làm mịn da, chống lão hóa cực kỳ mạnh mẽ. Và khi sử dụng cái sản phẩm này trong một khoảng thời gian dài khoảng tầm từ 3 đến 4 tháng, mọi người sẽ thấy rằng cái nền da của mọi người nó sẽ thay đổi cực kỳ rõ ràng luôn. Về nhược điểm ấy thì mình nghĩ rằng cái sản phẩm này có nhược điểm lớn nhất, đó chính là giá thành quá cao, cho nên là khó tiếp cận với nhiều phân khúc người dùng. Và bên cạnh đó, về cái mùi hương của sản phẩm này cũng là một trong những cái điểm trừ khá là lớn. Để chấm điểm cho cái sản phẩm Retinol ZO này thì mình sẽ chấm là 9.5/10 nha mọi người. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm retinol mà mình thấy rằng ở trên các diễn đàn làm đẹp gần đây được PR, được quảng cáo rất là nhiều, đó chính là cái sản phẩm retinol đến từ hãng Fusion. Thì cái sản phẩm này ấy, lúc mà mới ra mắt thì nó có giá khoảng tầm 1 triệu, 1 triệu 2, nhưng mà gần đây thì mình thấy rằng là hầu hết mọi người toàn bán với giá là khoảng tầm 800.000 đồng, và với dung tích là 30ml thì thực sự đây là một cái sản phẩm có giá thành cực kỳ hợp lý. Bao bì của sản phẩm này được làm bằng chất liệu nhựa, nó cũng ở dạng vòi pump nhưng mà sẽ ở dạng vặn như thế này, và cái vòi pump nó sẽ nhô lên và chúng ta sẽ bóc cái sản phẩm này ra để sử dụng. Nhưng mà mọi người thấy không, cái khớp của sản phẩm mọi người có thể nghe thấy tiếng đúng không, nó không chắc chắn một chút nào. Chất sản phẩm ở phía bên trong ấy thì nó sẽ có một cái màu trắng kem khá là nhạt, cực kỳ dễ tán ở trên da luôn nhá. Sản phẩm này thấm vào da khá là nhanh, và khi mà đã thấm vào da rồi thì nó sẽ không để lại một cái lớp màng ẩm quá khó chịu ở trên da. Về cái mùi hương ấy thì đây là một cái mùi cam chanh, theo quan điểm cá nhân mình là nó khá là nhẹ nhàng và không hề làm mình cảm thấy khó chịu gì cả. Và khi chị gái của mình test thử cái sản phẩm này trong vòng 7 ngày liên tiếp bôi trần ở trên da thì đã bong một cách kinh khủng khiếp. Mình sẽ để cái chi tiết quá trình sử dụng cập nhật ở đây cho mọi người được biết. Đây là ngày thứ 7 đúng không? Thì mọi người sẽ thấy này, cái Fusion này trước khi mà làm da mọi người bong là nó sẽ làm da đỏ lên như thế này. Đây mọi người thấy cái vùng da này nó đỏ lên không? Nó sẽ bong li ti như thế này. Không phải cứ bong mạnh là retinol tốt hoặc là retinol mạnh nha mọi người. Đẩy mụn ở trên trán này, tổng quan da mặt sau 1 tuần này, bắt đầu bong đó nhá, và làm đỏ các cái vùng da lên, những cái vùng da nhạy cảm. Đây là nền da đang thử sử dụng Fusion sau 14 ngày ở trên da nhé. Bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 14 là đã bắt đầu cấp ẩm lại cho da rồi. Nhưng mọi người có thể thấy này, cái Fusion này nó quá mạnh và nó sẽ làm cho những cái làn da nhạy cảm dễ bị kích ứng và bong tróc mạnh nhé. Những cái mảng đỏ ở trên da đây mọi người có thể thấy này, và ở bên má bên kia này, đấy, nó nổi mảng đỏ trên da. Riêng cái Retinol Fusion này không dùng trần được đâu nhé. Đây này, mụn thì nó đẩy đa số sẽ là mụn bọc, mụn ẩn có đẩy nhưng mà ít, nó sẽ đẩy mụn viêm khá là nhiều ở trên trán. Mình cập nhật từ ngày thứ 7 nhá, đến bây giờ là ngày 14 này, tình trạng bong nó vẫn đang rất là trầm trọng nhé. Sau cái video vừa rồi thì chắc chắn là mọi người cũng biết được rằng cái sản phẩm này khi mà bôi ở trên da nó sẽ có phản ứng hơi mạnh. Lưu ý đối với những bạn nào mà da nhạy cảm hoặc da mọi người mỏng một chút xíu thì chắc chắn là khi mà sử dụng cái sản phẩm này mọi người sẽ phải cấp ẩm thật là kỹ. Trong quá trình sử dụng ấy, đến khoảng tầm ngày thứ 5, ngày thứ 6 thì mọi người sẽ thấy rằng là khi mà bôi cái sản phẩm này da nó sẽ hơi nóng một chút xíu và hơi châm chích. Thì như mình đã nói, cái hiện tượng này nó cũng khá là bình thường. Và sau khi da đã bị bong tróc mạnh như vậy rồi, đã cấp ẩm vào rồi trong khoảng tầm liên tiếp 3 đến 4 ngày liên tục rồi, nhưng cái hiện tượng bong tróc da nó vẫn không giảm nha mọi người. Thực sự đây là một cái sản phẩm nó gây phản ứng ở trên da khá là mạnh. Sau khi mà đã bong da ra rồi ấy, thì sẽ thấy da của mọi người mịn hơn,
Tuy nhiên vì cái hiệu quả của nó khá là mạnh cho nên là mọi người sẽ thấy rằng cái kiểu da của mọi người nó hơi nhăn nhăn lại. Thực sự là như vậy luôn. Và nó chỉ mang lại cái hiệu quả mịn màng ở trên da thôi, chứ còn nó sẽ không mang lại cái hiệu quả căng bóng, đẹp, mỹ mãn hay là làm cho mọi người cảm thấy da mặt của mọi người sáng lên thì không có phải. Theo cá nhân mình thấy thì đây đơn giản là một sản phẩm retinol khá là mạnh, không phù hợp đối với da nhạy cảm, ít tính dưỡng. Khi mà sử dụng cái sản phẩm này nó cứ bị bong liên tiếp với mọi người. Khi mà nhìn vào cái bảng thành phần của sản phẩm này thì mọi người sẽ biết được rằng là lý do vì sao cái sản phẩm này có mức giá hợp lý, bởi vì là cái bảng thành phần của nó rất là đơn giản luôn mọi người ạ. Không có những cái chất chống oxy hóa ở trên da, giảm kích ứng hay là làm dịu da. Đơn giản là một cái bảng thành phần với hai cái thành phần đầu tiên là hai cái chất dưỡng ẩm làm mềm, có silicon tạo cái độ mượt ở trên da và có retinol 1% ở trong sản phẩm. BHA thì đứng ở cuối bảng thành phần cho nên là mình cũng không thần thánh hóa về cái công dụng trị mụn của sản phẩm này. Để đánh giá tổng quan về sản phẩm retinol 1% Fusion này thì đây là một sản phẩm retinol có hiệu quả mạnh, dễ gây kích ứng ở trên da và làm bong tróc da nhiều, không phù hợp đối với da nhạy cảm. Mình nghĩ rằng cái sản phẩm này nó sẽ cực kỳ phù hợp đối với những bạn nào có nền da dầu và da khỏe. Đối với những bạn nào da nhạy cảm, da thiên khô thì mọi người cần phải bổ sung cái bước dưỡng ẩm phục hồi thật là kỹ nhá, để tránh cái việc là cái làn da của mọi người nó sẽ bị toang. Cái sản phẩm này nó không mang lại cái hiệu quả căng bóng da, chống lão hóa được như kỳ vọng. Bên cạnh đó, khi mà sử dụng cái sản phẩm này mình cũng không thấy rằng nó làm sáng cái làn da của mình lên. Có một cái nhược điểm nữa là khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì cái mụn nó đẩy lên ý, theo dạng mụn bọc mọi người ạ. Cũng có đẩy mụn đầu đen nhưng chủ yếu nó sẽ là đẩy mụn bọc ở trên da, và cái quá trình cải thiện mụn của nó cũng không quá nhanh. Để chấm điểm cho cái retinol 1% Fusion này thì mình sẽ chấm là 6.5/10. Tiếp theo đó sẽ là một cái chân lý thứ hai ở cuộc đời mình mọi người ơi. Đây là sản phẩm retinol đến từ hãng Neostrata. Từ khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì đúng nghĩa với cái câu thơ là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim đấy. Lý do vì sao mà tự nhiên phọt ra thơ là bởi vì khi mà sử dụng cái sản phẩm này nó đã làm cho cái làn da của mình thay đổi rất là nhiều. Và cái retinol Neostrata này cùng với cả ZO là hai cái sản phẩm mà mình đánh giá cực kỳ cao với cái hiệu quả mà nó mang lại ở trên cái làn da của mình. Sản phẩm này thì mình mua với mức giá là 1.420.000 đồng với dung tích là 30ml. Sản phẩm này thì ở dạng tuýp, có cái vòi pump như thế này và nó khá là đẹp mắt luôn. Cái kết cấu sản phẩm ở phía bên trong ấy thì nó cũng có một cái màu vàng kem, và cái mùi hương thì nó cũng không có hương thơm, nó vẫn là một cái mùi hắc giống như những cái sản phẩm retinol hiện nay ở trên thị trường thôi. Có một cái điều đặc biệt ấy, đó chính là khi mà thoa cái sản phẩm này lên trên da, mọi người sẽ thấy rằng cảm giác nó hơi đặc một chút xíu và nó sẽ có một cái độ mượt ở trên da. Sau khi đã thoa ở trên da rồi, đặc biệt đối với những bạn nào da thường cho đến da khô thì mọi người sẽ thấy rằng sản phẩm này nó ráo ở trên da cực kỳ nhanh luôn. Nhất là đối với những bạn nào da dầu, khi mà sử dụng cái sản phẩm Neostrata này chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy cực kỳ đã, bởi vì nó sẽ không để lại bất cứ một cái lớp nhờn dính nào ở trên da cả. Nói chung da của mọi người rất là thoáng, chỉ có một điều là nó có khá nhiều silicone cho nên khi thoa lên ở trên da mọi người sẽ thấy rằng nó có một cái lớp cứ kiểu mượt mượt ở trên da ấy. Tuy nhiên đối với những bạn nào mà da khô hoặc là da thường ấy thì mình nghĩ rằng là mọi người cần phải có thêm một cái bước cấp ẩm, bởi vì nếu như không có thêm một cái bước cấp ẩm ấy, thì cái sản phẩm này nó cũng sẽ làm cho cái da của mọi người có những cái phản ứng. Bởi vì thực tế dù chỉ với cái nồng độ là 0.5% retinol nhưng thực sự đây là một sản phẩm rất là mạnh. Chỉ sau một tuần sử dụng ở trên da khi mà mình dùng trần ấy thì nó đã mang lại một cái hiệu quả cực kỳ đáng kinh ngạc luôn. Đó chính là da của mình cũng có bong, nhưng mà nó bong ở hai bên cái khóe mũi này, xung quanh miệng và hai bên má này một chút xíu thôi mọi người ơi. Nhưng sau một tuần sử dụng là cái da của mình nó đẹp kinh khủng khiếp. Sản phẩm này thì nó sẽ không có cái hiệu quả làm sáng da mạnh mẽ như ZO, nhưng riêng con này nó sẽ mang lại cái hiệu quả căng bóng cực kỳ đẹp. Mọi người có nhớ cái hình ảnh mà mình up ở trên fanpage mà mọi người hỏi mình rất là nhiều, không biết là mình sử dụng cái retinol gì mà da mình đẹp đến như vậy không? Trong cái ảnh đấy, cái làn da của mình đẹp như vậy là bởi vì mình sử dụng cái retinol của Neostrata này nha mọi người. Nó sẽ mang lại cái hiệu quả da của mọi người ấy, nó bóng, nó căng lên kiểu giống như gương soi luôn ấy, và thực sự nó rất là mịn luôn. Tuy nhiên có một điểm mà mọi người cần phải lưu ý, đó chính là sau khi sử dụng cái sản phẩm này ấy, bôi kem chống nắng nó rát vãi cả trưởng luôn, thực sự là như vậy luôn ấy. Một cái nỗi đau và xuyên thấu qua tim luôn ấy mọi người ạ. Nhưng mà cái sản phẩm này nó sẽ khác hoàn toàn so với cả Fusion. Như mình đã nói khá là nhiều lần rồi ấy, không phải cứ retinol tốt là nó phải bong tróc da cực kỳ mạnh mẽ thì mới là retinol tốt, không phải như vậy đâu mọi người ơi. Một cái sản phẩm retinol tốt ấy thì nó phải cân bằng được cái việc đó chính là nó có tính dưỡng ở trên da, và bên cạnh đó nó thay mới cái làn da của mọi người, làm cho da của mọi người thay đổi rõ rệt, nhưng nó sẽ không mang lại
lại những cái phản ứng kích ứng ở trên da quá là kinh khủng. Là về cái khả năng cải thiện mụn của cái sản phẩm này thì mình đánh giá khá là cao. Đối với những cái con mụn ẩn ở dưới da của mình, mặc dù cái nền da của mình không có quá nhiều mụn, nhưng mà khi đẩy lên ấy thì nó sẽ làm cho con mụn đấy đẩy cứng ở trên da, nó kiểu đẩy mụn đầu đen ấy. Và bên cạnh đó nó sẽ giúp cái cồi mụn cực kỳ nhanh luôn. Đến khoảng tầm ngày thứ 3, ngày thứ 4 ấy thì mọi người chỉ cần lấy tay gẩy nhẹ một cái là con mụn nó đã ra rồi, không cần phải nặn làm gì cho nó mất công. Trong bản thành phần của sản phẩm này thì sẽ có neoglucosamine 4%. Hóa chất này thì giúp tái tạo và giảm các cái dấu hiệu lão hóa da và phục hồi làn da hư tổn cực kỳ mạnh mẽ. Retinol 0,5% với công nghệ bọc nano giúp ổn định hoạt chất và giúp retinol giải phóng từ từ, hạn chế tình trạng kích ứng da. Bên cạnh đó trong bản thành phần còn có bổ sung những cái chất chống oxy hóa ở trên da, giảm kích ứng da như là vitamin E, bisabolol. Tổng quan để đánh giá về sản phẩm retinol đến từ hãng Neostrata này, nếu như với mức giá 1,4 triệu thì mình đánh giá rằng đây là một sản phẩm retinol cực kỳ bá đạo luôn nhá. Mang lại cái hiệu quả căng bóng ở trên làn da cực kỳ rõ ràng, nói chung là đẹp nhức cái nách luôn nha mọi người. Về hiệu quả đẩy mụn và trị thâm của sản phẩm này thì cực kỳ tốt. Tuy nhiên về cái hiệu quả làm sáng da toàn bộ ở trên mặt ấy thì mình không cảm nhận quá rõ ràng, cần phải kết hợp cùng với những cái sản phẩm làm sáng da chuyên biệt khác. Về nhược điểm ấy thì mình nghĩ rằng là cái sản phẩm này hơi khó mua một chút xíu, hầu hết là toàn mua hàng sách tay thôi mọi người ơi. Để chấm điểm cho cái sản phẩm retinol đến từ hãng Neostrata này thì mình sẽ chấm là 9/10 nha mọi người. Nói chung là không có gì nhiều để chê, với giá 1,4 triệu thì hãy thử đi nha mọi người, cực kỳ xứng đáng với giá tiền luôn ấy. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm retinol mà mình nghĩ rằng mọi người cũng quan tâm rất là nhiều, đến từ hãng Skin Medica. Sản phẩm này có tên gọi là Retinol Complex với nồng độ là 0,5%, và lý do vì sao mình lại tiếp tục mua 0,5% là bởi vì khi mà mình đọc những cái bài review trên mạng về cái sản phẩm Skin Medica này thì mọi người cứ nói rằng là sản phẩm này rất là mạnh. Nói chung là khi mà sử dụng 0,5% là đã bắt đầu toang rồi, cho nên là mình không dám mua 1% mọi người. Khi mà mình nhận về tay cái sản phẩm này thì mình đã cực kỳ bất ngờ, bởi vì cái bao bì của nó cực kỳ sang chảnh luôn. Khi mà mở cái vòi pump ở phía bên trong thì mọi người cũng sẽ thấy rằng là cái vòi pump của nó ấy cực kỳ chắc chắn luôn và rất là mượt mà, khi sử dụng đã lắm mọi người ơi. Nói chung về cái bao bì là mình chấm 10 điểm, không có gì để chê. Cái chất sản phẩm ở phía bên trong ấy thì nó sẽ có một cái màu vàng kem tươi và ở dạng cream nha mọi người. Khi mà thoa lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng là cái sản phẩm này nó thấm khá là vừa phải và nó sẽ để lại một cái lớp màng ẩm ở trên da chứ không thấm hoàn toàn vào da nha mọi người. Về cái mùi hương, nó cũng là một cái mùi hăng hắc. Đối với cái làn da của mình ấy, đã quá quen với những cái loại treatment ở trên da thì bôi cái sản phẩm Skin Medica này lên ấy, sau khoảng tầm 5 ngày là da của mình đã có hiện tượng rát nhẹ nha mọi người, và nó đã bắt đầu bong ở hai bên cái cánh mũi này, xung quanh miệng và hai bên má này. Nó sẽ có cảm giác hơi khô ở trên da, tuy nhiên nó sẽ không bong chóc quá nhiều như là cái sản phẩm Fusion nha mọi người. Nói chung là nó bong lùn mùn ở trên da thôi. Sau 3 tuần thì cái nền da của mình khá là mịn màng, có đậy mụn ẩn ở trên da. Tuy nhiên đối với cái sản phẩm Skin Medica này thì mình thấy rằng nó hiệu quả ở trên mụn không quá tốt như là cái sản phẩm Neostrata hay là ZO. Chủ yếu nó sẽ làm da của mọi người mịn hơn, có căng hơn. Tuy nhiên nó cũng sẽ không đạt được cái hiệu quả bóng và đẹp như mong muốn. Khả năng giảm thâm của sản phẩm này thì khá là hiệu quả, tuy nhiên cái khả năng làm sáng da thì rất là mờ nhạt, mình không cảm nhận rõ ràng. Và có một điều mọi người cần lưu ý này, đối với những bạn nào có nền da mụn, muốn cải thiện mụn thì mình nghĩ rằng là mọi người không nên lựa chọn cái sản phẩm này. Khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì mình chỉ cảm nhận rằng nó có cái hiệu quả chống lão hóa ở trên da, nó sẽ làm da của mọi người mịn hơn, trông căng hơn. Tuy nhiên để cải thiện mụn thì mọi người đừng hy vọng quá nhiều. Và mình khẳng định rằng rất nhiều bạn review rằng là cái sản phẩm này rất là mạnh, nhưng đối với riêng quan điểm cá nhân mình ấy, thì nó không mạnh bằng ZO, nó cũng không mạnh bằng Neostrata và nó cũng không mạnh bằng Fusion. Mình sẽ chấm cho cái sản phẩm Retinol đến từ hãng Skin Medica nồng độ 0,5% này là 7/10. Nếu như mọi người hỏi mình có mua lại không thì mình nghĩ rằng là không. Cuối cùng sẽ là một cái sản phẩm Retinol có mức giá hợp lý nhất trong video ngày hôm nay, đến từ nhãn hàng The Incalist. Sản phẩm này thì mình cùng với chị gái của mình đã test trong một khoảng thời gian khá là dài rồi nha mọi người. Chỉ với mức giá là khoảng tầm 260-270 và với dung tích là 30ml nha mọi người. Thì tất nhiên đối với mức giá cực kỳ rẻ như vậy, mọi người sẽ không thể nào yêu cầu một cái sản phẩm nó có bao bì quá đẹp. Và chắc chắn như vậy, khi mà nhận cái sản phẩm này về tay mình cảm giác như cầm một trò đùa ấy mọi người ơi. Cái bao bì giấy ở bên ngoài thì mình không còn nói, nhưng mà cái tuýp ở phía bên trong thì mọi người có thể thấy rằng nó lởm lắm mọi người ơi, nhìn nó ọp ẹp dã man luôn. Và cái sản phẩm này thì nó không có vòi pump, khi mà sử dụng thì nó sẽ ở dạng nắp vặn như thế này và mọi người sẽ phải vặn cái sản phẩm ra để lấy theo kiểu truyền thống bình thường. Cái sản phẩm này thì nó sẽ có kết cấu dạng gel nha mọi người, khá là mỏng luôn, và khi thoa lên trên da mọi người sẽ thấy rằng sản phẩm này dàn trải rất là nhanh. Khi mà đã thấm vào da rồi nó sẽ để lại một cái lớp ẩm nhẹ ở trên da.
và nó cũng sẽ có một cái mùi hắc nhẹ nhẹ một chút xíu giống những cái sản phẩm retinol hiện nay ở trên thị trường. Cảm nhận của cá nhân mình cùng với các chị gái của mình sau 3 tuần liên tục test thử cái sản phẩm retinol rồi Inkylist này ở trên da, đó chính là sau 3 tuần thì da của mọi người vẫn sẽ chưa có hiện tượng bong tróc. Thực sự cái sản phẩm này nó rất là nhẹ luôn. Đối với những bạn nào ấy mà các bạn chưa từng sử dụng retinol, khi mà sử dụng cái sản phẩm này sau 3 tuần chắc chắn là mọi người sẽ thấy da của mọi người mịn. Nhưng mà về cái hiệu quả như căng bóng da, chống lão hóa thì nó không rõ ràng. Còn đối với những người nào mà đã sử dụng quen những cái sản phẩm treatment giống như mình rồi, khi mình bôi cái sản phẩm này nó giống như sản phẩm kem dưỡng thôi mọi người ơi. Nó có làm mịn da, hơi khô da một chút xíu nhưng nó sẽ không bong, không có hiện tượng gì cả và nó sẽ không tác dụng si nhê gì đối với mụn đâu mọi người ơi. Tuy nhiên nó sẽ có một cái ưu điểm, đó chính là khá là nhẹ nhàng và không hề gây kích ứng ở trên da, cực kỳ phù hợp đối với những bạn nào chưa từng sử dụng retinol. Trong bản thành phần của sản phẩm này sẽ có 1% Retistar, tương đương với cả 0,05% retinol, và bên cạnh đó sẽ có 0,5% Grand Active retinol. Thì khi mà nhìn vào cái bảng thành phần của sản phẩm này, mọi người sẽ biết được rằng là lý do vì sao cái sản phẩm này nó hoạt động khá là nhẹ nhàng ở trên da và không gây kích ứng, bởi vì chủ yếu cái nồng độ ở trong cái sản phẩm này nó không phải là quá cao. Bản thành phần của sản phẩm này sẽ bổ sung kha khá những cái chất giúp dưỡng ẩm và giúp chống oxy hóa ở trên da để làm giảm cái hiện tượng kích ứng ở trên da. Lấy ví dụ như là có glycerin này, butylene glycol này, và bên cạnh đó sẽ có chiết xuất từ đậu nành này, vitamin E này, HA và có cả peptide nữa. Để đánh giá tổng quan về cái sản phẩm retinol đến từ nhà The Inkylist này thì mình nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm retinol phù hợp đối với những bạn nào mới tập tành sử dụng retinol. Và về hiệu quả của nó thì không phải là quá lớn, tuy nhiên nó sẽ có hiệu quả làm mịn da, rất phù hợp đối với những bạn nào có nền da ít mụn. Ưu điểm tiếp theo đó chính là cái sản phẩm này khá là nhẹ nhàng cho nên nó sẽ không gây kích ứng da này, không gây bong tróc da và không làm cho cái làn da của mọi người bị phản ứng quá là mạnh mẽ. Tuy nhiên về nhược điểm ấy thì cái sản phẩm này sẽ gần như không có hiệu quả về cải thiện mụn, nói chung rất là mờ nhạt luôn. Và về cái hiệu quả chống lão hóa của nó thì mình cũng không đánh giá quá cao. Để chấm điểm về cái sản phẩm retinol đến từ nhà The Inkylist này thì mình sẽ chấm là 6.5/10 nha mọi người. Nếu như để lựa chọn giữa The Ordinary và The Inkylist về retinol ấy thì mình khuyên rằng là mọi người nên lựa chọn cái retinol đến từ nhà The Inkylist. Và vừa rồi thì mình đã review về 5 sản phẩm retinol cực kỳ đình đám hiện nay ở trên thị trường. Thì đáng tiền nhất trong video ngày hôm nay mà mình muốn recommend cho mọi người sử dụng đó chính là cái sản phẩm retinol đến từ nhà Neostrata nha mọi người. Sản phẩm tiếp theo đó chính là cái sản phẩm retinol Skin Brightener đến từ hãng ZO. Thì cái sản phẩm này nó mang lại cái hiệu quả rất là đẹp của trên da nhưng mà cái giá thành của nó chát quá mọi người ơi. Cho nên là mình chỉ dám để thứ hai thôi. Còn về cái công dụng thì chắc chắn là nó sẽ nhỉnh hơn cái Neostrata về khả năng làm sáng da nha mọi người. Tiếp theo đó sẽ là cái sản phẩm retinol đến từ nhà Skin Medica. Sản phẩm retinol đến từ hãng Fusion sẽ đứng thứ tư và cuối cùng sẽ là The Inkylist nha mọi người. Mình hy vọng rằng là những cái đánh giá của mình trong video ngày hôm nay sẽ giúp cho mọi người có thể lựa chọn được ra sản phẩm retinol phù hợp nhất đối với làn da của mọi người. Và những cái đánh giá của mình trong video ngày hôm nay là đứng ở vai trò người dùng đã thực sự bỏ tiền ra để mua sản phẩm chứ không có bất cứ một cái nhãn hàng nào tài trợ trong video ngày hôm nay. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe, đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.